Cơ hội để trở thành một phi công dân dụng đã trở nên đơn giản hơn rất nhiều so với các bạn trẻ đam mê bầu trời. Xã hội hóa huấn luyện phi công đang mở ra cơ hội với nhiều người, và sau một thời gian được đào tạo lý thuyết trong nước, các học viên sẽ được cử đi thực hành bay ở các quốc gia có ngành hàng không phát triển. Và Australia đang là điểm đến được yêu thích trong thời gian gần đây. Vâng, lứa học viên phi công đầu tiên của Việt Nam tại Australia vừa tốt nghiệp. Chất lượng phi công Việt Nam đang ngày một nâng cao và tiệm cận với thế giới. Đó là khẳng định của các chuyên gia hàng không Australia. Rộng hơn thì huấn luyện phi công đang trở thành tiền đề để mở ra thêm những cơ hội hợp tác trong lĩnh vực hàng không giữa hai nước. Học viên phi công xuất sắc nhất được xướng tên trong buổi lễ tốt nghiệp tại Học viện Hàng không Phi công Australia. Đích thân Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia Julie Bishop trao tặng chứng chỉ và động viên. Con đường để 7 bạn trẻ Việt Nam chính thức ghi tên mình vào hàng ngũ phi công dân dụng nước nhà đã rất gần. Úc cũng là một môi trường đào tạo phi công khá là tốt. Mình sau khi rèn luyện tại đây thì mình nhận ra được là cái mình nhận được nhiều nhất là về thái độ với công việc. Lễ tốt nghiệp lần này có sự tham gia của hai vị khách đặc biệt. Bố mẹ Bùi Công Đức đã bay từ Hà Nội sang Wagga để được làm vị khách đầu tiên trên chuyến bay của con trai mình. Sau một cái quá trình học 10 tháng đã được nhìn thấy con bay. Đơn giản là nó thực hiện ước mơ của nó. Mình thấy vui, mình thấy tự hào vì bố mẹ sẽ ngồi đằng sau và nhìn thấy mình thực hiện những cái thao tác mà một người phi công chuyên nghiệp người ta sẽ làm như thế nào. Để có thể bắt đầu một chuyến bay đơn như thế này thì các học viên phi công sẽ cần ít nhất khoảng 15 giờ đồng hồ để bay cùng với giáo viên bay của mình. Tất cả các học viên phi công của Việt Nam tại Úc hiện giờ đã rất sẵn sàng cho những chuyến bay đơn của mình. Những chuyến bay tại một quốc gia mà được coi là có các điều kiện bay khắc nghiệt và khó khăn bậc nhất so với nhiều nơi khác. Từ hôm nay, các bạn trẻ này sở hữu chứng chỉ phi công dân dụng cao nhất của Australia. Xã hội hóa huấn luyện phi công đang ngày càng mang lại những lứa phi công chất lượng cao hội nhập với thế giới. Sự kiện này đem lại cái niềm hy vọng cho hãng không quốc gia Việt Nam. Thì đây là một cái nơi sở đào tạo kết nối với bay Việt, tạo ra cái chất lượng huấn luyện đào tạo tương lai cho hàng không Việt Nam. Chuẩn đào tạo của trường này là tương đương với cái tiêu chuẩn IATA của châu Âu. Đấy là nơi mà hàng không Việt Nam muốn vươn tới. Tôi rất tin tưởng vào tương lai hợp tác tiềm năng giữa hàng không Australia và Việt Nam. Bằng chứng là ngày càng nhiều học viên ở Việt Nam học ở Australia và nhận chứng chỉ đạt chuẩn ở đây. Tôi tin các bạn trẻ ấy sẽ có cơ hội làm việc không chỉ ở Vietnam Airlines mà còn nhiều hãng hàng không khác, vì với một chứng chỉ Australia, các bạn có cơ hội với mọi nơi trên thế giới. Một lứa học viên tiếp theo lại được trường phi công bay Việt gửi sang thành phố Wagga. Là sợi dây kết nối hàng không hai nước. Trên vai các bạn có niềm tự hào, nhưng cũng nhiều thử thách.